Thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo phần bí tích hôn phối. Về hai bí tích sau cùng, bí tích hôn phối và bí tích sức dầu cho người bệnh hay sắp chết, không có gì đáng nói nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên đọc vài câu trong sách giáo lý Công giáo về hai bí tích này, để rồi nhìn vào thực tế xem nó thế nào. Sách viết trang 232-233. Chúa Kitô bởi sự chết của người đã khiến cho hôn nhân trở nên thánh. Đây là thánh hôn chứ không phải là thành hôn, Trần Trung Ngọc. Và là nguồn mạch cách ơn Chúa đã nâng hôn nhân lên hàng các nhiệm tích. Hôn nhân Công giáo là hình ảnh cuộc phối hợp đầy ơn nghĩa Chúa Kitô và bạn là người giáo hội. Ê-phê-rô 5:32. Trong phép hôn phối, Chúa nói kết đôi dự hôn lại thành một cuộc phối hợp thánh và không chia lìa được. Chúng ta thấy ngày nay mấy câu trên hoàn toàn vô nghĩa và không đúng với thực tế. Giáo hội dạy rằng Chúa chết là để chuộc tội cho nhân loại. Bây giờ Chúa chết lại khiến cho hôn nhân trở thành thánh. Mai một rất có thể là Chúa chết lại khiến cho ly dị trở thành thánh. Thực tế cho thấy trong các nước Âu Mỹ mà các cuộc hôn nhân phần lớn thuộc loại Chúa kết nối thành một phối hợp thánh và không chia lìa được, lại chia lìa nhiều nhất trên nước Mỹ. Ở vài địa phương, các cặp do Chúa kết hợp có tỷ lệ ly dị hơn 50%. Tỷ lệ những cặp do Chúa phối hợp rồi ly dị cao hơn bất cứ ở đâu trên thế giới, nhất là so với những nước Á Đông. Nơi đây hầu như tuyệt đại đa số không biết Chúa là ai, và những cặp thành hôn cũng chẳng cần đến Chúa. Vậy mà cuộc hôn nhân của họ vẫn bền vững. Giải thích làm sao đây? Hỡi các ông linh mục thường dạy con chiên hôn phối ca tô là một nhiệm tích do Chúa đặt ra. Cái gì cũng do Chúa đặt ra, nhưng tại sao thực chất lại kém hẳn những thứ không do Chúa đặt ra? Giáo hội ca tô vẫn tự nhận là vị hôn thê của Chúa. Suốt 2000 năm nay, vị hôn thê này đi lăng nhăng khắp nơi và phạm những tội vô tiền khoáng hậu đối với nhân loại. Chúa muốn ly dị nhưng vị hôn thê không cho phép, thành ra Chúa đành chịu vậy. Vị hôn thê này bảo Chúa ngồi đâu thì Chúa phải ngồi đó, sai Chúa tới đâu thì Chúa cũng phải tới đó. Muốn Chúa làm gì, Chúa cũng phải làm cái đó. Chẳng thế mà giáo hội bảo Chúa thành lập giáo hội, Chúa cũng phải thành lập, dù rằng trong Thánh Kinh đã viết rõ rằng Chúa không bao giờ có ý định lập giáo hội. Rồi giáo hội bắt Chúa phải trao chức đại diện Chúa cho Phêrô, tuy trong Thánh Kinh Chúa đã gọi Phêrô là Sa-tăng, và Phêrô đã ba lần chối Chúa. Để rồi các giáo hoàng tự nhận là kẻ thừa Phêrô làm đại diện của Chúa trên trần. Bất cứ cái gì cứ đưa Chúa ra là xong. Giáo hoàng Pius thứ 11 năm 1925, đội vương miện do Chúa phong Chúa làm vua mọi định chế, mọi luật lệ và mọi xã hội. Điều này tương đương với sự phong mình làm phó vương. Vì sao Chúa là đến giáo hoàng? Và vì Chúa đã kết chết nên phó vương đại diện của Chúa trên trần đương nhiên nắm hết quyền trong thế gian. Giáo hoàng Pius thứ 12 viết năm 1944: Chúa Kitô và đại diện của Ngài, nghĩa là giáo hoàng, cùng với nhau hợp làm một. Trong gần 2000 năm nay, Chúa có nói gì đâu, chỉ toàn là giáo hội nói,
Ai muốn lập gia đình với ai thì lập. Chúa không có việc gì làm khác hay sao? Chẳng hạn như tạo chỉ một ngày trên thế giới, không có chiến tranh bắn giết lẫn nhau, mà lại đi quan tâm đến việc hai người sắp sửa được ngủ với nhau. Hơn nữa, mỗi ngày mỗi phút trên thế giới có biết bao nhiêu tín đồ Kitô lập gia đình. Chúa ở đâu mà đi khắp nơi để mà kết hợp cùng lúc bao nhiêu cặp để cho thành một sự phối hợp thánh và không thể chia lìa được. Linh mục Joseph McCarthy viết về bí tích hôn phối như sau trong cuốn Sự thật về Giáo hội Kitô. Bí tích hôn phối không cần phải thảo luận nhiều. Trong ít nhất là 6 thế kỷ sau sự thành lập của Kitô giáo, giáo dân cương quyết từ chối không cho linh mục làm phép cưới, và họ tự thực thi quyền ly dị, khái niệm về một sự thành lập tính cách thần thánh do bí tích này là một tác phẩm táo bạo tuyệt diệu. Đó chính là những người như Hildebrand đã hoàn thành công tác nô lệ hóa quần chúng trong tay linh mục. Những vị này sau cùng đã bảo đảm sự kiểm soát hoàn toàn của giáo hội trong vấn đề hôn phối, vì nó là một bí tích nên loại hôn phối mới này không thể hủy bỏ được. Và vấn đề đạo đức trong những quốc gia mà giáo hội tiếp tục chống sự hủy bỏ những cuộc hôn nhân cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, đã nói lên cái lịch sử của nó. Tất cả vấn đề chỉ là một phần trong quyết tâm của giới linh mục với mục đích thống trị và thu lệ phí. Đó là cái căn bản thu lệ phí và thu phục tín đồ. Đó là những cái căn bản mà giáo hội Công giáo đã đưa ra. Thật sự ra thì Chúa chẳng bao giờ nói, chẳng bao giờ làm được điều đó. Còn một phần cuối cùng nữa, mình xin làm clip sau, vì mình phải chia ra để cho những cái phần này nó được minh bạch. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.